Trời ơi, MV đẹp quá. Chưa bấm lay. Bật mí cho mọi người biết luôn, cái anh trai sáu múi mà quay chung với chị Diệp ở Lâm Anh đó, không ai khác đó là BB. Cái body đó là nhìn là biết liền. Mà tại vì yếu tố này yếu tố bất ngờ cho nên là muốn giấu mọi người. Bởi đó là BB là phải quá thân dữ lắm á, đánh lừa đó mọi người, chứ thật ra là BB đó nha. Bởi đâu có dám quay thấy mặt đâu mọi người, thấy không? Chỉ quay thấy cái body thôi. Bởi đó là phải che hình xăm, là BB phải mất mấy tháng để tập lên cái body như vậy và che hình xăm này kia, nên đâu có dám cho thấy mặt. Trời ơi chị Trang kìa. Ôi trời ơi, sách đẹp quá vậy. Trời ơi, giọng của Ngọc quay AI nghe hay hẳn luôn á. Sao hay vậy ta? Đúng là công nghệ AI mà. À, cái này là Ngọc là đang là quá thân vào là cái này là... À là nhân viên dọn phòng á hả? Nhân viên dọn phòng mà ăn mặc có hơi quá không vậy? Trời ơi, nhân viên dọn phòng mà make up hơi đậm nha. Mà đá gì còn tóc rơi này kia nữa chứ. Lễ tân gì mà lả lơi quá. Ủa sao mà cái cảnh quay của chị Diệp Lâm Anh cái chai sáu muối mình không thấy rõ lắm ta? Đáng lẽ cái cảnh chai sáu muối phải quay rõ một chút xíu chứ. Quá trời đầu tư rồi, nhưng mà nãy giờ không thấy thành viên thứ sáu của Lunat ta. À chắc đợi tới cuối rồi có không nha. Ủa là cái tóc của Ngọc là cái cây là Ngọc là á là Ngọc đang hóa thân thành cái cây đa của chú Cụi mà phải không mọi người? Trời ơi tạo hình nè, ok nè. Đẹp quá. Nhưng mà cái đội hình nhảy có vấn đề. Cái cảnh đội hình nhảy mà 5 người này có vấn đề, đáng lẽ phải là 6 người thì nó sẽ đẹp hơn. Cái bố cục nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó hoàn hảo hơn. Coi mà mình cảm giác là visual quá đẹp, mà nhạc hay luôn. Và tất cả mọi người rất là đồng đều với nhau. Mà mỗi set cảnh là một cái rất là công phu, nhưng mỗi set cảnh của các chị đều đẹp hết. Trời ơi coi mà thích dễ sợ. Ước gì mình cũng có một MV như vậy. Mà nếu như mà cái MV này BB sẽ cho là, nếu mà trên 2 điểm 10 nha, nó sẽ là 9 điểm. Nó thiếu một điểm, đó là thiếu một cái thành viên thứ 6 của Lunat. Nếu mà có cả 6 người thì nó là 10 điểm. Tuyệt vời. À, cái lúc mà mọi người quay MV, mọi người cũng có nói với BB, thì lúc đó là BB đã nhận lời quay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi, cho nên là không có thể sắp xếp thời gian được. BB cũng rất là đáng tiếc. Có thể là MV sau, hứa hẹn sẽ là một MV sau là sẽ có BB. Nếu mà mình về yếu tố giải trí nha, thì đẹp có nè, nhạc hay có nè, rồi tất cả mọi thứ đều có ở đây hết. Nên như đã phần nhìn và phần nghe luôn á, nó chỉ có hơi thiếu một chút á, là đó như BB nói, nếu mà có BB nữa thì nó sẽ hoàn hảo. Ước gì sau chương trình Anh Trai Trong Gai BB cũng được một cái MV như vậy. À không, nếu mà đã ước thì ước một cái album như vậy. Album gồm có 12 bài và 12 chiếc MV, chỉ như vậy thôi. Một cái mong ước rất là nhỏ nhoi. Không có gì để chê hết, chỉ trừ có một điểm đó, thiếu thành viên thứ sáu rồi, vậy thôi. Và mọi người ơi, với một cái MV mà nó đẳng cấp như thế này thì BB rất là mong là mọi người sẽ kề view cho Lunat nha. Moonlight nhớ nha mọi người, trời ơi cái MV này phải là trên 10 triệu view. Nếu mà được thì 100 triệu đi. Quá đẹp, quá đẳng cấp. Nhớ nha mọi người, nhớ ủng hộ cho Lunat nha. Và BB nữa. Ước gì ước gì Thư cũng coi được cái reaction này, rồi sau đó thì cũng chiếu cố cho BB thì cỡ 15 cái MV thôi, ít mà. Nhưng mà MV là phải là MV solo nha, chứ tôi không thích mà MV nhóm đâu. Tại hình ảnh tôi bị chia nhiều quá tôi không thích, tôi muốn là một mình tôi thôi, chiếm trọn cả một cái MV.
Còn nếu không mà nếu mà có nhóm á thì nhóm làm nền.